chào quý các bạn và rất vui khi chúng ta được gặp nhau trong video của Auto Eli. Sau nhiều năm ngừng kinh doanh của Ford, thì ngày hôm nay chuẩn bị sắp tới, dự đoán rằng tại thị trường Việt Nam, chiếc Ford Escape sẽ được quay trở lại. Vâng, và qua rất nhiều thông tin rò rỉ từ phía đại lý thì Ford Escape thế hệ mới được đưa về thị trường Việt Nam vào cuối năm nay theo diện nhập khẩu chính hãng. Có lẽ đối với quý vị và các bạn, Ford Escape là cái tên rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam trong suốt hơn chục năm xuất hiện, nhưng bị khai tử vào năm 2014. Về Việt Nam, Ford Escape 2020 sẽ phải đối đầu với những đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Trong video này thì mời quý vị các bạn cùng đến với 4 điểm đáng chú ý nhất ở trên chiếc Ford Escape 2020. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video xe mới của chúng tôi. Cũng đừng quên theo dõi thêm các thông tin tại website của Auto Daily. Fanpage Auto Daily và Hùng Xe Cò. Điểm thứ nhất chính là chiếc SUV mềm mại nhất của nhà Ford. So với những mẫu SUV khác của Ford như là Ford Explorer, Ford Expedition hay thậm chí là cả Ford EcoSport, thì thiết kế của Ford Escape 2020 mềm mại hơn hẳn và mang dáng dấp của những chiếc Fiesta hay Focus tại thị trường châu Âu. Nếu như so với thế hệ cũ thì Ford Escape mới sở hữu ngoại hình thon gọn và bớt rườm rà hơn. Theo hãng xe nước Mỹ, thế hệ Escape hoàn toàn mới lần này có kích thước dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn những thế hệ trước. Hơn thế nữa, do sử dụng nhiều vật liệu thép cường lực trọng lượng nhẹ nên Escape 2020 sẽ nhẹ hơn tới 90kg. Nhờ việc tối ưu phần thiết kế gầm xe và nắp capo, nóc xe được thiết kế mượt mà nên đây là thế hệ Escape có tính khí động học tốt nhất từ trước tới nay. Điều thứ hai, thế hệ Escape lái tốt nhất. Có lẽ nghe cái tiêu đề thì quý vị các bạn sẽ rất là hoài nghi khi mà chúng ta chưa được trải nghiệm thực tế phải không ạ? Và sau đây sẽ là những cái thông tin về chiếc xe này. Ngoài việc được giảm trọng lượng và tăng tính khí động học, thì Ford cũng đã cập nhật toàn bộ hệ thống truyền động và hệ thống treo mới cho Escape 2020. Động cơ tiêu chuẩn trên xe sẽ là máy xăng tăng áp EcoBoost 1.5 lít 3 xi lanh cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Khi không cần thiết, động cơ này có thể ngắt bớt hoạt động của một xi lanh để tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, Ford Escape 2020 còn có một động cơ EcoBoost 2.0 lít nữa với công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 370 Nm. Cả hai loại động cơ này đều đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Các bạn cũng có thể chọn lựa hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với các chế độ lái khác nhau. Điểm thứ 3, chiếc SUV rộng rãi nhất phân khúc. Vâng, tiếp theo lại là một tiêu đề nữa mà chúng ta phải hoài nghi khi mà chúng ta chưa có chiếc xe đó thực sự ở đây để chúng ta cùng nhau so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nhưng sau đây là những thông tin mà hãng xe Mỹ đã đưa ra tới người tiêu dùng. Không gian cho người ngồi hàng ghế sau chưa bao giờ là một điểm mạnh trên những mẫu xe của nhà Ford. Tuy nhiên, đối với thế hệ Escape 2020, thì Ford tự tin khẳng định đây là chiếc xe có hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc SUV cỡ nhỏ. Hàng ghế sau của xe có thể trượt 12cm và tại vị trí gần ghế trước nhất, khoang hành lý của Escape có dung tích 1.062 lít, đủ cho 4 túi gốp. Ngoài ra, không gian trần xe cũng như chiều rộng khoang cabin đều được tăng lên so với những thế hệ Escape trước đây. Điểm thứ tư, nhiều tính năng thông minh. Có lẽ nếu mà chúng ta chia sẻ về những tính năng thông minh, những công nghệ ở trên những mẫu xe Ford thì Ford luôn luôn được đánh giá cao phải không ạ? Ford Escape 2020 có các tùy chọn hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Trong đó, tính năng đỗ tự động sẽ đảm nhận 100% công việc đỗ xe và người lái không cần can thiệp dù là phanh, ga, vô lăng hay cần số nữa. Ngoài ra, tính năng hỗ trợ đánh lái khẩn cấp sẽ phát hiện vật thể đứng yên hoặc di chuyển chậm ở phía trước, từ đó bổ sung lực đánh lái để giúp tài xế tránh đi tai nạn và những va chạm đáng tiếc xảy ra. Các tính năng an toàn khác bao gồm hệ thống camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Bản đồng hồ của Escape được thay bằng màn hình điện tử 12,3 inch, trong khi đó màn hình ở chính giữa bảng táp lô trung tâm sẽ có kích thước 8 inch. Và đương nhiên, màn hình này sẽ đi cùng hệ thống thông tin giải trí Sync 3, tương thích với Android Auto và Apple CarPlay. Quý vị và các bạn có thấy thích chiếc Ford Escape 2020 không ạ? Các bạn nhớ comment ngay phía dưới video này nhé.
và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Ely. Xin chào và hẹn gặp lại.